Mới đây, mạng xã hội Facebook sinh ra thông tin hành khách để quên đồ trên máy bay của hãng hàng không gian sân Việt Nam Airlines nhưng sau đó không tìm thấy. Thông tin được nam hành khách chia sẻ. Theo thông tin được đăng tải, lúc 19 giờ 30 ngày 19 tháng 10, hành khách Nguyễn Trung Ngọc ngồi tại ghế 1 giờ chuyến bay Việt Nam 1714 đến Hà Nội có để quên túi lớp màu xanh, bên trong có nhiều tài sản rét mướt trị dư, tiền mặt, một máy tính bản iPhone 11 Pro Max vàng, một đăng ký đăng kiểm ô tô Mercedes băng kiểm soát 30 50, 293 cả khóa xe và khóa nhà, chứng minh nhân dân, bằng lái xe ô tô, hai thẻ AS, thẻ nâng Việt Nam Elinette, 6 thẻ Visa và một passport sau khi phát hiện mình bỏ quên đồ trên máy bay, hành khách này đã lên tiếng an ninh hàng không, dây ác chi nhánh nội bài. Tài sản nam khách hàng để quên trên máy bay. Hai bên đã lập phiếu ghi nhận thông tin đồ bỏ lên trên máy bay ngay tối 19 tháng 10. Hiện nam hành khách mất đồ đã chia sẻ thông tin về sự việc trên lên Facebook để nhờ tìm kiếm. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 21 tháng 11 đại diện truyền thông hãng hàng không Việt Nam Airlines xác nhận có vụ việc trên. Vị đại diện cho biết, hiện vị khách đã lập phiếu ghi nhận thông tin đồ bỏ quên trên máy bay, phía hãng hàng không này đang tìm kiếm theo đúng quy trình. Trường hợp để quên mà đồ còn nằm lại trên máy bay thì chắc chắn lấy lại được, còn nếu để quên đồ mà không may hành khách nào đi cùng vô tình lấy thì rất khó để tìm lại, vị đại diện nói.